Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Và trở lại với clip ngày hôm nay thì để phục vụ thêm nhiều khách hàng, nhiều đối tượng cũng như đa dạng hóa các cái mặt hàng, thì hôm nay Khôi đã ship về một bộ đến từ thương hiệu châu Âu. Bộ ghép hôm nay được xem là đỉnh cao cũng như là đặc cô cầu bài tại Việt Nam, vì hình như là nó hết số và chưa thấy xuất hiện đâu nghe. Bộ ghép hôm nay gồm có một cặp loa đến từ hãng Mixon, model của nó là Freedom 5/5, còn có đâm ly đó là phiên bản nâng cấp khủng long của hãng NAS C372, công suất thiết kế là tiêu thụ là 600W, 16 sò, công suất ra loa như 120W một cây, nên sẽ đánh được rất rất nhiều loa, đặc biệt là những loa công suất lớn. Thì anh em có nhu cầu chơi những món Âu, thì đặc biệt là thích những cái món đồ đẹp và độc đáo, thì xem clip với tôi ngày hôm nay. Thì anh em nào mà chưa có nhu cầu cũng rất là mong sẽ đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi những sản phẩm tiếp theo nhé. Bây giờ Khôi quay cho anh em cùng xem cặp loa duy nguyên bản đẹp này. Đây, thùng này là thùng gỗ sồi gì đây nè nha. Đúng là đồ ăn thì nó có cái sự khác biệt. Cái này không có sơn tút anh em nha. Các cái góc cạnh vát rất là đẹp, đẳng cấp anh em nha. Được thiết kế là ba quay đây nè. Cái này là ba quay nha, không phải hai. Nó có một mặt úp vào trong nữa, ở ngoài thì hai thôi. Đó. Cái mặt này là mặt da anh em nè. Mặt da chứ không phải mặt nỉ nha, mặt da. Chép thì mình là sử dụng chép đom của hãng Mixon. Rồi bát này nè, bát rất là mềm nha, đặc biệt là bát rất là mềm, anh em sờ vào mềm. Thì ở đây là nó kiểu như là đồng trục cái gì đó nè, anh em xem này. Khi mình đánh á, là nó sẽ nhún vào này, đây mình kỹ này. Đó, mà bát rất là mềm anh em. Trên cái màng bát này nè, nó có làm những cái gì đó mình cũng không rõ này, nhưng mà có thể rất là mềm ha, đánh rất là mềm chứ không có cứng như các phần khác cái này. Chưa bung ốc luôn nha, toàn bộ ở đây là ốc lục giác và chưa có dấu mở. Thằng mình bên em như vậy. Đồ đẹp là thôi rồi luôn, còn tem vàng này, có chân đồ đàng hoàng đây này, e căng zin nữa zin nha, e căng bật lại cái căng gỗ zin của nó đây. Khi mình đẩy vào là như thế này, anh em, khi đẩy vào là như thế này ha, đó, tuyệt đỉnh chưa, thật sự là đẹp khủng khiếp, rất là sâu anh em, chiều cao nó thì khoảng có 1m08 anh em ha, còn chiều sâu của nó thì khoảng có 30, chiều sâu là 30, đó. Rất là kinh khủng. Kể cả mặt sau họ cũng bọc da luôn này. Đây là cái đời cao cấp nhất để bọc da luôn ha. Đây. Đó. Một cái bộ phân tần nằm ở trong này thì mình có thể lên màng để mình tra. Thì nó là sử dụng cọc loa BGI, thì mình là cái cọc này mình không có này. Nên Khôi đã đấu lại để mình test chất âm rồi ha. Đó, sử dụng bắp chuối. Ở trong đây có một cái bát nha. Đó, gọi là ba quay, số series này này. Anh em để ý nha. Đó. 556 PII gì đấy này, đó, rất là tuyệt vời. Đó, Khôi quay kỹ lưỡng cho anh em cùng xem cái đồ đẹp của nó nha. Cặp loa được xem là độc cô cầu bài cũng như đang là cặp loa hiếm nhất tại Việt Nam, chưa thấy xuất hiện em nha, thật sự là chưa thấy xuất hiện. Đó. Đây demo tí anh em cùng nghe thử. Một mai em đi. Đây này. Gọi gió. Dưới đây có cái lò hơi nè. Dưới cái lò hơi như thế này. Đây con 5 ly nát C372 ha. C372. Đó. Chứ không có sơn tút gì luôn. Đây nè. Có rất là nhiều cầu ha. Cọc loa rất là tuyệt vời. Đó. Đây sử dụng nguồn rời này nè. Nó có thêm chức năng làm rề này nè. Chức năng làm rề này nha. Tuyệt vời. Đây nè. Điện 220 ha. Công suất nó ra loa tới 120W. Sử dụng nguồn xuyến và 16 sò nha. Đó. Cái con này thì Khôi cũng đã có clip review rồi, anh em tham khảo thêm. Rồi cái thứ hai này, loa rất là đẹp ha. Đây. Khi mà Khôi đấu được cặp này á, thì cũng cố gắng hết sức là để đưa nó về làm sao cho nó đẹp, cho nó nguyên bản anh em nha, và đúng như mong đợi, thì khi về tới đây là quá đẹp ha. Đó. Đây số series này, 553GG gì đây này,
bên kia là 5555 53 gì đó nha. Rồi thì nó có cặp ở Việt Nam thôi, anh em cũng quá quan tâm ha. Zin chưa bung móc luôn, toàn bộ chưa bung. Đồ đẹp với đồ zin là không phải bàn đó, mà chỉ có quan tâm đến cái mức giá. Thì cái cặp này anh em trên các cái shop của nước ngoài bán rất là cao, chắc cũng mấy ngàn đô á nha. Nhưng mà Khôi thì Khôi ship về một cái mức giá cũng rất là hợp lý so với các dòng loa Âu khác đến từ các thương hiệu khác nha. Anh em có thể tham khảo thêm các cái dòng khác ở hãng Nixon thì cũng có một số dòng nó cũng tương đồng như vậy, nhưng mà cái model này thì không có này, đa phần nó là hai quay, nhưng mà cái cặp này là ba quay nha. Rồi bây giờ Khôi test chất âm, rồi sau đó Khôi sẽ báo giá vào cuối clip.
trời rào rào sóng gió rào mùa đông tình trong giá băng băng xuân miệt mùa vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào còn thương nhớ nhau còn nặng u sầu muôn kiếp về sau mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào còn thương nhớ nhau còn nặng u sầu muôn kiếp không biết là nghe qua điện thoại thì nó sẽ như thế nào. Thì nhưng thực tế thì chất âm nó rất là điềm đạt luôn. Đặc biệt là những người mà thích nghe trầm mà này. À, nghe trầm thì không phải bàn ha. Đó, trầm là số 1 luôn. Vì nó có một bát ở trong, công suất tốt. Cặp này anh em loa cột nhưng độ nhảy cao anh em nha, 90 dB. À, đầu vào loa nó cũng nhỏ. À, những cái dòng loa cao cấp của anh nó cho phép mình có cái input vào và output ra. Nhưng những cái cặp này á, công suất là maximum ở đây, có thể 200W. À, nhưng mà mình chẳng có ai đánh tới cỡ đó, mình chỉ có karaoke thôi. À, nhưng cái đầu vào của nó là chỉ có 75W thôi. À, nên thật sự là âm lý đề nên cũng có thể mình để khai thác được trung âm của nó. Trầm thì mình phải cần tới công suất lớn hơn ha. À, đó, vài cái thông tin mà cơ bản như vậy, anh em tham khảo để mình phôi ghép. À, trung âm là ok, còn mà trầm thì mình cần công suất khỏe hơn. À, rồi. Loa nguyên bản nguyên zin và một trong những cặp loa hiếm nhất tại Việt Nam cũng như là lớn nhất của cái hãng này rồi. À, anh em nào mà nhắm tới cái mục tiêu, mục đích sưu tầm á, thì khẳng định với anh em là nó đáp ứng hoàn toàn từ nghe cho tới nhìn nhé. Bên cạnh đó thì con âm ly Khôi cũng đã ghép và nghe cũng rất khá hợp. Anh em có thể lựa chọn luôn cả bộ nha. Con âm ly thì đang có cái chương trình giảm giá trong cái list hàng vừa rồi. Giảm còn lại 12.500.000, có giảm thành 2.000.000 vào giá vốn. Còn cặp loa này thì cặp loa này khá mắc em, khá mắc so với những cặp loa cột mà Khôi cũng đã từng bán rồi, thì Khôi cũng sẽ báo giá công khai ở đây luôn. Anh em nào làm được thì mình liên hệ với Khôi để cùng giao lưu ha. Mức giá là 24.500.000 nha. Ở Sài Gòn thì báo ship tỉnh nha, còn ở tỉnh thì đóng hàng 2 kiện đảm bảo an toàn cho nghe, vì cặp loa này rất nặng nha, rất nặng. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thì ngoài con âm ly này thì sẽ có những con âm ly khác đều ghép được, anh em có thể alo cho Khôi để Khôi tư vấn thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.